Xin chào những quý khách hàng xa gần đang cùng nhau theo dõi video này. Ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân Thuận đến thăm Uscam Việt Nam, một địa chỉ uy tín về mua bán trao đổi xe lướt, xe cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi một vòng xung quanh showroom để xem là Uscam Việt Nam hiện đang bày bán những chiếc xe như thế nào, và cũng là báo giá từng chiếc xe luôn. Thì ngày hôm nay Thuận mặc một cái áo nó hơi nhầu một tí, tại chưa có vợ. Thế là bây giờ nếu mà ông bà, cô dì, chú bác nào mà giới thiệu được cho Thuận một bạn nữ để có thể kết tình trăm năm thì Thuận sẽ bớt ngay 20 triệu đồng vào trong giá của chiếc xe. Nói vui vậy, chúng ta sẽ cùng đến với đầu tiên là chiếc Mazda 6 2.0 Premium. Chiếc xe này được trang bị gói tùy chọn cao cấp đấy, với một cái màu xám gray cực kỳ là đẹp mắt. Có thêm bộ mâm 19 inch này, rồi là HUD trên kính lái, và rất nhiều những cái tính năng thú vị ở trên chiếc xe này. Chúng ta hãy cùng nhau đến trực tiếp Uscam Việt Nam để trải nghiệm. HD thì người ta thường hay nghĩ đến Camry, rồi là những chiếc xe khác nữa, nhưng mà ít người nghĩ đến Mazda. Nhưng mà chạy con này xong, có thể là chúng ta sẽ thay đổi quan niệm đấy. Thuận đã thay đổi quan điểm. Con xe này thì đã được lên một cái phần cam hành trình Việt Map rồi, cũng rất là xịn sò. Chiếc xe này đi biển thành phố và đã lăn bánh trên đường được khoảng 10.000 km thôi, vừa mới hết rốt đa, và đang được chào với mức giá là 899 triệu đồng. Mức giá vẫn trên, vẫn còn thương lượng thêm. Chúng ta hãy cùng đi về phía bên này. Mọi người thấy Thuận đứng cạnh chiếc xe này có hợp không ạ? Đúng không ạ? Một màu trắng và một màu đen. Đây là chiếc Honda Civic G 1.8G sản xuất 2021. Mức odo chiếc xe hiện tại khoảng trên 16.000 km. Và chiếc xe này đã được lên rất nhiều những cái chi tiết đặc biệt. Đầu tiên là phần mặt ca lăng mũi hổ này. Rồi là chúng ta sẽ có 8 cái phần bi gầm đấy, dạng LED rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì chiếc xe này còn được lên thêm bộ cảm biến lùi, cũng như là phần la răng của phiên bản top. Và ngoài ra thì còn có thêm bộ lốp Michelin nữa. Và chiếc xe này thì đang được Uscam Việt Nam chào với mức giá là 759 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm. Rồi chúng ta hãy cùng đi về hàng đằng sau đi. Chính giữa một chiếc Hyundai Accent 1.4 ATH đặc biệt, đấy, phiên bản full của Accent. Chiếc xe này thì sản xuất 2020 và đăng ký lần đầu 2021 với mức odo trên 1 vạn. Thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho phân khúc sedan hạng B. Đấy, mức giá mà Thuận đang chào bán là 559 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm. Và ngay bên cạnh đây là một đối thủ của nó luôn. Nhưng mà chiếc xe này thì sẽ có mức giá là mềm hơn một chút do là phiên bản thấp cấp hơn một chút. Đây là chiếc Vios 1.5e CVT. Chiếc xe này thì mức odo là khoảng 2 vạn và biển số tỉnh, đang được chào với mức giá là 529 triệu đồng. Đó. Chiếc xe này thì thực sự là cái ngoại thất của nó là một cái màu mà rất nhiều bác đang muốn tìm. Đấy, một cái màu be be như này, rất đẹp, và những chi tiết như là la răng hay là những cái phần cản đều còn cực kỳ là xuất sắc. Chúng ta cùng nhau đi sang bên này đi. Một chiếc xe mà bây giờ muốn mua trong hãng là cũng không có xe đâu. Và thực tế rằng Kona này hay con Accent này mua trong hãng đều không có xe. Đó, đây là chiếc Kona 2.0 ATH đặc biệt. Một chiếc xe với màu trắng rất nhiều người thích. Chiếc xe này thì sản xuất vào 2021, đăng ký lần đầu 2022 với mức odo là 7.000 km và mức giá mà Thuận đang chào là 699 triệu đồng, còn thương lượng thêm. Ngoài chiếc Accent 2020 này thì Thuận còn một chiếc Accent 1.4 ATH đặc biệt 2019 nữa với mức odo là 7 vạn đang trên đường về đến showroom, và chiếc xe đó thì Thuận đang chào mức giá là 498 triệu đồng. Đằng sau này chúng ta sẽ có một bộ đôi Toyota Corolla Cross, đều là phiên bản 1.8V. Nói chung là các thông số hai chiếc xe này đều là tương đương nhau. Nó chỉ khác là một chiếc là có nội thất màu đỏ và một chiếc có nội thất màu đen thôi. Mức odo cũng loanh quanh là 1 vạn rưỡi đến 2 vạn. Đấy, đây là hai chiếc xe mà hiện tại đang có rất nhiều khách hàng đang muốn tìm mua, và đặc biệt là màu đen này nữa cũng lại càng hút khách nữa. Đó, Toyota Corolla Cross 1.8V. Hai chiếc xe này thì Thuận đang chào với mức giá tương đối là cân bằng.
là khoảng 889 triệu đồng. Chúng ta hãy cùng về đằng sau. Với Ford hiện tại thì Explorer đã có ăn quả lạc 250 triệu thì chắc là với phiên bản Ford Everest mà 2.0 biturbo phiên bản full như thế này mà về Việt Nam mà đời mới thì chắc là không ăn lạc, chắc là hơi lạ. Đấy là dự đoán của Thuận thôi. Còn lại thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn đây là chiếc Toyota chiếc Ford Everest 2.0 biturbo titanium 2 cầu. Chiếc xe đời 2020 và mới lăn bánh trên đường là khoảng trên 2 vạn rưỡi. Đó. Thuận đang chào chiếc này với mức giá là 1 tỷ 339 triệu đồng mà vẫn còn ra lộc thêm. Một chiếc xe mà thực sự là quá tuyệt vời, vượt địa hình, mọi loại địa hình. Nói chung là danh tiếng của Ford Everest thì Thuận không cần phải giới thiệu thêm quá nhiều. Quý khách hàng đã khi tìm hiểu về nó đã biết rồi. Kế bên đây là chiếc Kia Seltos. Hiện tại thì USK Việt Nam đang có 3 chiếc Seltos. Đấy, đây là chiếc đều là 1.4 Turbo Luxury. Thì chiếc này là màu cam và đời 2020. Đấy. Và còn 2 chiếc nữa thì là một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xám đời 2021. Những thông tin chi tiết về những chiếc xe ở đây thì quý khách hàng hãy liên hệ theo số hotline của Thuận đang ghi trên màn hình. Đấy. Để chúng ta cùng chia sẻ với nhau về thông tin chi tiết cũng như là về mức giá thành của những chiếc xe này. Seltos thì hiện tại thì rất nhiều quý khách hàng đang tìm mua và quan tâm. Đặc biệt chiếc màu cam này thì là một chiếc đăng ký lần đầu 2021 và với mức ô tô hiện tại mới chỉ là 1,2 vạn thôi. Mức giá là nhỉnh hơn 700 một chút và hai chiếc thì đời mới hơn thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút nữa thôi. Đấy. Trong này là một chiếc Hyundai Santa Fe 2.4 AT 2019. 2019 và mức ô tô của chiếc xe này mới chỉ 2,4 vạn. Đó là lý do tại sao mà nó vẫn còn giữ được sự tươm tất ở cả phần ngoại thất lẫn nội thất. Chiếc xe này thì Thuận đang chào mức giá là 979 triệu. Một mức giá rất hợp lý cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ, rộng rãi, phục vụ cho gia đình. Và với chất lượng xe vẫn còn quá tuyệt vời. Bên cạnh này thì cũng có một chiếc Santa Fe, nhưng mà chiếc này thì Thuận đã nhận cọc rồi cho một bác khách hàng rất là kỹ tính ở Bắc Giang. Đấy. Ở đây chúng ta có chiếc Ford Explorer màu đỏ này. Chiếc này thì sản xuất 2018, đăng ký lần đầu 2019. Đây, quả lạc 250 triệu đây. Bây giờ mà mua một chiếc Ford Explorer 2022 thì chúng ta phải bỏ ra mức chi phí của tôi khoảng tầm gần 3 tỷ đồng, trên 2 tỷ 9 đó. Mức giá chiếc xe này mà Thuận đang chào là 1 tỷ 760 triệu đồng. Với mức ô tô mới 3,6 vạn km thôi. Xe vẫn còn giữ sự tinh tương. Biển số Hà Nội. Rồi, ở đây thì vẫn đang thiếu một vài chiếc xe đang trên đường về. Hiện Thuận đang chờ về cũng có chiếc là Volkswagen Polo 1.6 AT hatchback. Chiếc xe sản xuất vào năm 2018, đăng ký lần đầu là 2019, mức đô 2 vạn, đang chào với mức giá là 588 triệu. Ngoài ra thì có thêm một chiếc Mercedes C200 Exclusive. Chiếc xe này ngoại thất tinh tươm, nội thất tinh tươm và mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại 1 tỷ 538 triệu đồng. Quá tuyệt vời. Và Thuận muốn mời tất cả quý khách hàng ưng chiếc xe nào thì hãy gọi điện cho Thuận theo số hotline. Và rất muốn sẽ được tiếp đón tất cả quý khách hàng tại địa chỉ của USCA Việt Nam, xe chất giá tốt tại tầng 1 CT1B, chung cư Hà Nội Homeland, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Để chúng ta cùng nhau trao đổi về những thông tin về những chiếc xe này, có những cái câu chuyện về cuộc sống cũng như là về giá thành, về tất cả mọi thứ. Đấy. Rất mong sẽ được sự ưu ái cũng như là sự ủng hộ của tất cả quý khách hàng đến với USCA Việt Nam. Và với tất cả những chiếc xe mà Thuận bán ra thì Thuận đều cam kết bằng văn bản về chất lượng của chiếc xe. Không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Đó. Máy móc hộp số không gầm là đều nguyên bản và không có lỗi. Những cái giấy tờ pháp lý này đều chuẩn chỉ theo quy định của pháp luật, không tranh chấp, không có phạt nguội. Và Thuận cam đoan 100% là những chiếc xe ở đây Oddo là chuẩn, zin, không tua. Đó. Quý khách hàng ở xa có thể đặt cọc và Thuận sẽ chuyển chiếc xe đó đến bất kỳ nơi nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Những giấy tờ sang tên đổi chủ, rồi là những khoản liên kết ngân hàng lên đến 70% giá trị của chiếc xe, Thuận cũng đều hỗ trợ. Đó. Thôi, cũng đến đây thì cũng đến lúc phải dừng video này rồi.
Và quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ theo số hotline của Thuận đang ghi trên màn hình nhé. Và xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.